Happy birthday to me, guys. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Một ngày sinh nhật của tôi, Chúa ban một cơn mưa hồng ân, trời mưa tầm tã và rất nhiều niềm vui ở trong cơn mưa này. Và vì trời mưa cho nên là mình đi tập hát bằng taxi. Mình đi taxi từ Gò Vấp tới nhà thờ Mai Khôi, quận 3. Tuy trời mưa rất là nặng hạt nhưng vẫn có anh chị em tới đi tập hát. Anh ca trưởng cơ bắp mọi người ạ, bác sĩ bệnh viện Bình Dân. Sau giờ tập hát thì chúng tôi di rời tới điểm đến. Đây là trên đường chúng tôi đi Phúc An Khang. Sau khi tập hát xong, nhìn nó nhỏ xíu, nó cưng vậy. Tôi đi Grab tới địa điểm tổ chức tiệc. Hai mọi người đã tới rồi, mọi người. Bạn Xuân Trang hôm nay cũng đi, mình cứ tưởng bạn ấy không đi. Bạn ấy nhắn tin cho mình, giả sử cô không thấy thì con có buồn không? Không sao cả, là vui vì cô đã có mặt. Xin cảm ơn anh chị em, cảm ơn anh Danh và cảm ơn anh Khánh. Và nhân kỷ niệm mình nhảy ra trong cõi đời này, và nhân kỷ niệm hôm nay cả đoàn mình đi tập hát, mình có một dịp nho nhỏ để kỷ niệm ngày mình nhảy ra. Và cảm ơn anh chị em đã tới hôm nay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Khoảnh khắc đốt nến thật là gian truân vì gió thổi bập bùng và rất nhiều sự hỗ trợ. Có ai trên cõi đời này mà trà lên áo để cho bật được không? Lúc này quạt trần là phải nhờ nhân viên tắt cái quạt rồi. Ủa? Ta có thông báo nào đàng hoàng? Có thông báo không? Em có thông báo, em có nói lại không? Rồi mọi người tập trung nè. Ước đi, ước đi. Ước đi. Rồi lấy tài khoản nha, lấy tài khoản, lấy tài khoản. Lấy tài khoản. Bia Đức mọi người ạ. Đây là mình đã chia bánh kem nha mọi người. Ở đây là có bơ nguyên chất ở trên luôn, là trái bơ chín. Bây giờ mình sẽ thử ăn sẽ có mùi vị như thế nào. Có bơ nha mọi người. Như là bơ nguyên trái. Ông xã. Giữ mình. Thằng này nó nguy hiểm lắm, bỏ. Giữ mình đi. Đây là vị của trái bơ luôn, quả bơ nguyên chất nha mọi người, quả bơ nguyên chất. Và đây là mu. Bánh mu, xỉu mu sốt. Chị ơi, tại bên đây này, bên đây không có sạch chị ơi. Không bên có tiếng Việt nghe. Chị ơi, thằng này cũng nghe thẳng chị ơi. Anh ta trưởng đặt bánh rất là ngon. Cảm ơn tất cả anh chị em, mọi người đã gửi lời chúc tốt đẹp tới tuổi 30 của mình.